rồi. Rồi anh trai đó. Mình có thể đi trai đó. Mình đi tới cạnh thôi. Mình đi tới giữa hàng thôi. Phản đối luật đặc khu. Phản đối. 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 Phản đối.
đằng trước dẫn mọi người đi đâu đi. Bà con nhớ là giữ gìn sức khỏe, mình người già rất là nhiều cho nên phải đo đơn giản hay lắm.
Bạn ơi, bạn ơi, là của Trung Quốc. Bạn ơi, ơi 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 em khuyên mọi người chân thành là không tới đại sứ quán nha, tốt nhất là không tới đại sứ quán vì lý do là mình đấu tranh cho chính mình, đừng vì ai hết, vì chính mình là tốt nhất. Đúng rồi, đúng rồi, thì mới ok chứ không thể nào cầu Việt Nam đó. Bây giờ
quán nghe nói không nói chuyện với một đông người, không để bị lôi kéo lợi dụng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh và trật tự an toàn xã hội cùng sinh hoạt. Kính chào mọi người, hôm nay là ngày 10 tháng 6 ở Sài Gòn, Việt Nam. Chúng tôi tới đây phản đối Quốc hội, không cho Trung Quốc tới đó. Phản đối. Thì ngày mai con cháu. Hãy hành động vì những đứa con chúng ta. Yêu cầu mọi người và các bạn nhanh chóng giải tán để giữ gìn an ninh trật tự chung. Chúng tôi yêu cầu mọi người và giải tán ra về, không muốn bị tụ tập đông người, không để bị lôi kéo lợi dụng
Vì tương lai con em chúng ta, vì tương lai con em chúng ta, phản đối cho thê đặc khu. Phản đối, phản đối. Giờ nào để cho mọi người nghỉ? Vì lý do chúng ta còn đấu tranh lâu dài lắm. Bây giờ ai có nước tiếp nước cho bà con đi, cho nhân dân đi. Không có nước là được, để cho chị Miếng mới chịu. Mở ra cho chị Miếng nước. Mở ra cho chị Miếng. Em không kêu gọi bất kỳ ai. Em chỉ muốn là mọi người chúng đường đấu tranh vì con chúng ta. Được, vậy thôi ai con em chúng ta. Tiếng nói trên mạng là tiếng nói của người dân. Bạn nói nguyên nhân viên của con nữa ngày con không cho người dân quá. Chúng ta nên tin rằng bên an ninh rất là tốt. Mọi người chân thành đừng nên cho từ đã đảo. Vì đã đảo phản đối luật an ninh mạng, phản đối luật đặc khu, phản đối luật an ninh mạng. Các bạn đúng luật là phải chọn dưới đúng. Mọi người ơi, thẳng hàng cho em, mọi người ơi. Cái banner này rất là dễ thương để cho nó thẳng ra. Không thấy mà.
mọi người đừng cho người khác hô từ đã đảo giùm em. Đừng hô từ đã đảo. Anh ơi, chúng ta có quyền phản đối chứ không có quyền đã đảo. Mình nói là tiếng nói mình được thôi, lao tới như tất cả nói.
bàn đào. Tại sao lại cản đường? Mở đường. Anh ơi, mọi người nãy rồi cho em. Mọi người lui như này đi. Đây, mọi người lui như này cho em đi. Không có sao đẩy. Mọi người lui như này cho em. Đường đi của nhân dân là để cho nhân dân đi. Bây giờ lập ràng hàng rào rồi. Mấy anh phải người Việt Nam không? Quyền giống như biểu tình. Đừng. Mấy anh phải người Việt Nam không? Đừng lấy cái lùi ra. Bây giờ em hỏi mấy anh có phải người Việt Nam không? Mấy anh ra. Đẩy 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 ra. Đi nè. Cảm ơn anh. Em cứ tập anh. Bạn ơi.
dân kìa, canh dân không. Sát vô, to to lên, sát vô. Tại vì đừng đi riêng lẻ, bảo biểu tình là phải đi tập đoàn. Phản đối lại đi mày! Phản đối! Phản đối! Lũ mày lũ tao sẽ bắn luôn! Phản đối! Cầm nhau nữa! Đăng lại suy nghĩ! Nam thần tự do! Không bị cắt rồi, phía sau rồi. Phía sau qua chưa? Phía sau lên tiếng đi. Nói chưa, sao hỏi nói chưa? Nói chưa, chưa đỡ nó kìa hả? Thôi thưa em, mấy đứa cắt ra, thôi xuống rồi. Đầu tư quá. Thank you.
đi ạ. À, quay giờ chứ. Phản đối đặc khu.